Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân mạng phản cảm với việc một chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 19 tháng 5, nhà báo Lê Kiên nêu quan điểm một người có thể vừa là chủ tịch nước, vừa là bộ trưởng thành viên chính phủ được không trên Facebook cá nhân. Theo tác giả, điều này là không thể vì khoảng 3 điều 2 hiến pháp quy định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp tư pháp. Theo khoảng 2 điều 88 hiến pháp, Chủ tịch nước có quyền đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào nghị quyết của quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Điều 90 viết, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ hợp bàn về vấn đề mà chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước và đây là hình giấy tờ của nhà báo lê kiên trên facebook cá nhân tác giả nhận định trường hợp một người vừa là chủ tịch nước vừa là bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc hiến định là phân công phối hợp kiểm soát quyền lực tác giả nêu một tình huống vui nếu quốc hội không miễn nhiệm chức bộ trưởng bộ công an đối với đại tướng tô lâm trước khi bầu ông làm chủ tịch nước. Mà để sau khi bầu xong mới miễn nhiệm thì sẽ xảy ra tình huống. Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm theo khoảng 2 điều 88 hiến pháp. Bình luận về quan điểm của nhà báo Lê Kiên, Nick quân đoàn Lê cười cợt. Chơi thế cho chắc, chứ miễn nhiệm xong, các anh trở cờ không bầu đủ phiếu thì chết em. Còn nít Vũ Văn Toàn mỉa mai, Việt Nam muốn làm điều mà thế giới chưa từng làm. Nick khi Nguyễn thì chăm chọc, Ôi giời, chế độ Cộng sản Việt Nam dùng luật rừng từ xưa đến nay, cái gì mà không được, ví như luật chỉ được giữ Tổng Bí Thư hai nhiệm kỳ thôi. Nhưng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp qua ba nhiệm kỳ rồi. Chế độ độc tài đâu phải dân chủ tam quyền phân lập như Tây Phương. Tụi nó muốn gì mà chẳng được, luật là tao, còn tao là luật. Còn Nick Nguyễn Nam thì nhẹ nhàng. Trước sau gì cũng phải buông Bộ trưởng Bộ Công an thôi. Chủ tịch nước công du ra khỏi đất nước giống như tướng ra khỏi thành còn nick khôi nguyễn ngang ngạnh, ờ thích thế đấy làm sao? và đây là hình tướng tô lâm vẫn đang ở tâm bảo của nhiễu động chính trường. nick nguyễn sơn hà tạc lưỡi, khó quá thì cho vào đặc biệt, chú em đặc biệt hoài đã sao? tạ hưng biện hộ, hội nghị trung ương chính chưa có nội dung giới thiệu bộ trưởng công an, điều này không có nghĩa là chủ tịch nước sẽ kiêm nhiệm bộ trưởng công an. cho nên nhiều khả năng ngày mai họp quốc hội sẽ phiên họp đầu tiên là bãi miễn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Chủ tịch nước. Sau đó ai làm Bộ trưởng Công an sẽ tính sau, hoặc giao Thứ trưởng điều hành. Nick Phạm Kiên thắc mắc, thế bây giờ chưa có Chủ tịch nước thì ai ký miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an cho anh Lâm đây? Còn Nick Nguyễn Việt Linh nêu quan điểm như sau, về mặt kỹ thuật có thể bầu xong, có kết quả bầu Chủ tịch nước, rồi quyền Chủ tịch nước mới ký miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Em nghĩ vậy vẫn hợp lý, nếu muốn ngay và luôn còn không muốn thì thôi. Còn Nick Hoàng Vương Vũ hiến kế, chuyện đơn giản trước khi bầu miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an giao Thứ trưởng Thường trực tạm điều hành, sau đó bầu Chủ tịch nước có phải đơn giản hay không? Còn Bộ Công an khi ban chấp hành chốt nhân sự nào đó sẽ bổ nhiệm sao? Chỉ cần lướt qua một vòng các bình luận trên Facebook, dễ dàng nhận thấy dù cách thể hiện khác nhau, nhưng nhìn chung dân tình khá sốc vì phản cảm với việc một chủ tịch nước, bộ mặt quốc gia, lại đi kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an, vị trí đại diện cho vũ lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân mạng phản cảm với việc một chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Góc nhìn quốc tế về những nhiễu động chính trị mới đây tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua hệ thống kiểm soát tôn giáo kiểu trại lính. Ngày 18 tháng 5, blog Nam Việt trên AFA tiếng Việt bình luận về toàn cảnh bất chiến tự nhiên thành của sư thầy Thích Minh Tuệ Tác giả cho hay, sư thích minh tuệ là tu sĩ tu theo lối thanh bạch, chân chính và khiêm tốn. Việc không nhận tiền của ông đã bất ngờ tạo thành một sự đối nghịch gây gắt với các quan chức Phật giáo nhà nước, hay tự xưng mình là đại đức, hòa thượng, không ngượng miệng. Tác giả cho rằng, vì các trang mạng đăng tải các video ca ngợi cách tu của sư thích minh tuệ cùng với các bản video của các tăng sĩ nhà nước tạo nên nghịch cảnh dở khóc, dở cười. Và đây là hình bài bình luận trên blog Nam Việt AFA tức giận và bẻ bàn, ông Thích Trần Quang, sư nhà nước, đã đăng đàn gọi sư tuệ là thằng ba trận. Nhưng ngay lập tức, sự phản ứng đã dữ dội đến mức khiến ông Quang phải vội vã kéo video xuống và cắt bỏ những phần chửi bới xúc phạm sư tuệ, nhưng vẫn chậm hơn sự nhận biết của dân chúng. Như để tiếp sức với Quang, tác giả đề cập đến văn thư ngày 16 tháng 5 của giáo hội Phật giáo quốc danh như một loại truy nã tôn giáo gửi khắp các quan địa phương, kể cả ban tôn giáo và A02 của Bộ Công an tức phân ban chuyên chống phản động của Hà Nội. Văn bản hỏa tốc này được gửi đi từ Hà Nội báo cáo rằng, trong mấy ngày này, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đây là hình vị chân tu thích minh tuệ. Tác giả Mỹ mai, văn bản này khi bị lộ chính là cao trào của để nhận rõ về cái gọi là giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên từ năm 1981. Lợi bất cập hại, theo tác giả, ngay trong chiều ngày 16 tháng 5, cư dân mạng đã vạch trần ít nhất sự thích đức thiện, người ký văn thư trên đang có số tiền từ 5 đến 7 tỷ đồng từ những tài khoản bị tiết lộ. Đến chiều ngày 17 tháng 5, các bài viết này đã bị đánh sập, có liên quan đến cơ quan an ninh mạng của nhà nước. Thế nhưng tác giả dẫn ý kiến của nhiều người cho rằng, ông Thiện có chức vụ cao hơn ông Quang nên tiền không thể ít hơn được. Từ nhiều nguồn tố cáo, ông Quang có thể có tài sản lên đến khoảng 300 tỷ thu từ tiền cúng dường. Tác giả so sánh, những con số tài sản rủng rỉnh đó hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người tu sĩ nhẫn nại và an nhiên trên con đường hành đạo của mình mà không hề có bóng dáng tư lợi. Và đây là hình thượng tọa Thích Đức Thiện. Tác giả đặt câu hỏi, ông Thích Đức Thiện là ai mà ra mặt có nhiều quyền lực như vậy? Hiện ông Thiện là con ác chủ bài mới của ban tôn giáo đang được chuẩn bị cho nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2023, Thích Đức Thiện đại diện cho Phật giáo, Nguyễn Thanh Lý đại diện cho Công giáo đã đi sang Hoa Kỳ để minh oan cho Hà Nội về vấn đề đàn áp tôn giáo và kêu gọi Hoa Kỳ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo. Tác giả cho biết, sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản, sư Thích Minh Tuệ nói sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ, sư đã bất chiến tự nhiên thành với cả một hệ thống tay sai tôn giáo điên cuồng muốn hủy diệt hình ảnh thanh bạch truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là, giữa chàng trịch các luật lệ, những ngôn luận vút đuôi nhà nước với cái gọi là thế lực thù địch, bẫy rập trực chờ. Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua, không mất một chút sức lực nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua hệ thống kiểm soát tôn giáo kiểu trại linh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim bộ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới